cam thanh mã là hôm qua. À, làm cái gì? Hôm qua hả? Ngày cái gì á? Qua hả? Trời ơi, giọng mưa ăn hủ qua đâu rồi. Cái dao đứt tay đó Lộc, Lộc, cái dao đứt tay. Trơn, ngày này con Trơn chắc queo rồi. Ừ. Bây giờ mở cho bạn xem coi, mở cho cô chú anh chị xem coi. Alo, cái này là bữa nay con nấu món gì? Không biết. Hủ qua dùng thịt. Hủ qua dùng thịt. Rồi tôm gam. Tôm gam, nói coi. Còn cái này là cái gì? Cái này là gì? Cơm. Cơm á hả? Nếp. Nếp. Nếp nấu xôi. Ba rồi nè. Ôi, nếp đâu? Chưa có nước. Chưa có phong, chưa bỏ nước. Ôi, coi nhớ lại sao mai chưa? Có. Bữa nay Lộc nấu món gì? Hủ qua dùng thịt. Hủ qua dùng thịt. Với tôm gam. Với tôm gam. Ừ. Trời. Ai mà một bếp cũng dập phải. Út đang làm gì phải không? Không biết. Ê, Út đang làm gì vậy Lộc? Chuẩn bị nấu. Chuẩn bị nấu. Đây là hủ qua nhà chồng. Trời ơi, hủ qua chồng. Ừ, nói nhà chồng mà sao á. Chồng chồng ở ngoài xa đó. Ăn nấu còn này nó quậy nè. Thằng Lộc quậy. Thằng Lộc mặt banh. Đâu má ăn gì cá hả? Ba. Ba. Không ăn mấy cá giòn. Tao để còn cho tao nấu nước cho nó sôi đi. Đằng hồi thả qua vô. Đây là đủ nguyên liệu rồi, còn thiếu hành. Cái này cho nước chưa? Chưa con. Bỏ nước chưa nha. Ừ. Bỏ vào được không? Lộc đang phụ Út nấu hả? Nữa. Rồi, thôi. Kìa còn cái nồi kia nữa kìa, cái nồi kia con đổ vô luôn, cái nồi kia đổ chỗ Phong luôn. Cái này hả? Cái nồi bên đó đó, chỗ trái hôm qua đó, đổ vô luôn. Vừa thôi. Cho không? Nữa. Cho coi. Miếng nữa đi. Rồi. Còn cái gì nữa không? Rồi Lộc ngồi đó đi. Chờ, chờ. Cái này có nước chưa? Chưa, đổ vô đó nữa đó, nấu trà đó. Đổ vô đó đi, đổ nước vô đó đi, rằng Út nấu trà cho con uống á. Lộc uống trà đường phải không? Nữa không? Không? Nữa. Nữa không? Rồi. Rồi. Tại đổ nhiều gì có. Có màu hộp chút xíu à. Tại cái nhà nhiều hơn. Ừ. Cái nhà dầu ai đâu? Rồi. Đậu quả đen đi. Cái đó là xôi, đưa xôi lên đây nè. Cái này nè, nó để lên đây, đẩy này lại. Bà không, không có bỏ nước nữa.
một chút xíu đó rồi bò bò mới nhớt cho đi nha. Bò nhớt cho đây nha. Rồi. Bò mới ở đâu đây? Chuẩn bị. Chuẩn bị hả? Ừ, chết ra luôn. Hỏi được rồi. À, lấy cục còn bỏ đây, cái phần nửa có nước trong đây sẵn nè. Được không ta? Nước gì vậy? Bỏ vô đi. Nước gì vậy? Không đâu, nó cũng vậy thôi. Nước gì vậy? Nước đường đã ngâm nếp nè, đang chút xíu phong vớt ra đang hấp. Nè, chút xíu á mày vớt cái này nè. Mày đổ qua mày hấp nha. Mày đổ ra. Để đi có sao đâu, dính một nếp nó nhận cái gì. Trộn trộn lên cho nó nóng. Nước đường cái gì? Nước đường nó dưới. Nước đường. Thôi giờ Út làm cho. Không mà. Lọc kéo gió qua đây nè, để nước nè. Bắt đầu chuẩn bị nè. Cho được đây. Cho lâu rồi, cái này rồi. Trời ơi, ngồi ở bên đây được rồi. Ngủ ta được. Chưa. Mà làm cây mồi đã không? Mày. Đây là hấp nước. Chuẩn bị nha. Cái này nãy mới chế gà thêm đường này. Là nấu trà cho lọc trước. Đúng không? Nấu cho lọc mình trà trước đi. Ủa, trà chua. Rồi, từ từ. Này đang nấu xoài lá dứa nha. Đang nấu nè. Bắt đầu nguyên liệu chính giờ có. Đây là trà. Mình lọc gót nước hơi nhiều rồi. Một mình lọc uống là không có nhiều gì đâu. Rồi. Rồi. Đúng rồi, mình nấu trà. Bắt đầu sơ chế. Mình sạch nha cả nhà. Hôm qua. Hôm qua hả? Bà vô cơm mông. Nè. Vô cơm mông. Này là thịt bằm. Đây, mình mới dứt một miếng nè. Cái này mình đi một chút.
như đường bột ngọt nó cái gì vậy? Rau hả? Rau rào mà cái gì hả? Không đủ cho đường này. Mà họ đổ vậy. Út là nấu trà cho con mà con làm cái gì? Không biết. Trời nó rất nhiều. Là có đụng đó, đã tới đây. Còn đây là trá hú qua gừng nha. Hú qua gừng, hú qua nhà chồng đó. Món thứ hai tôm gam. Đây chuẩn bị con này chúc mình dò duyên. Út đang làm gì cho ai ăn hay ta? Còn một cái loại ăn nha. Đó Lộc đang làm gì? Không biết. Đang hấp xôi nè. Dạ, không mau mau mới hả? Không mau mau mới bể. Anh xin làm sao? Thank you.
Cái này cho Lộc ăn gì ta? Má đâu? Lên lầu á. Lên lầu đi. Ôi, mời dùng ngọt đi. Coi hổ có siêu nhân gồng. Mà có siêu nhân gồng dính nhạc vô đây là bị mất bản quyền đó. Có chàng nhân gồng. Chơi xong đi rồi siêu nhân gồng là không có nghe tiếng nha mới được. Nha, là tắt tiếng nha. Chứ con để tiếng mà nó dính vô. Trên lầu đúng không? Đúng. Nè con đừng mở tiếng lên nha, con chơi âm thanh đi. Bỏ bấm bỏ quảng cáo. Rồi nước sôi thả vô. Nè dựng đây nè, dựng đây nè, dựng đây nè. Mặt coi cái này nhau. Cái coi cái nào. Coi ông có điện ổng được không? Không. Để mà kia đi. Cái nồi đó coi chừng nó lạc kìa Phong, mẻo dữ lắm rồi kìa. Không lạc đâu. Lạc đó, đã tao nói mà cãi. Rồi đồ nhắc đâu. Tao nó có lạc đâu ba lần. Cái đó đâu phải để nấu, cái đó đâu, cái nấu cái đó là nồi này nè. Tự nhiên nấu hai cái được luôn. Chứ không nấu cái xôi này lâu dữ lắm. Nếu muốn nấu vậy là chắc phải làm thêm cái chung bự nữa mới nấu hai lò bự được. Không phải là tại nào không hấp xôi á. Hấp xôi nó lâu á. Hấp xôi rồi để cuối cùng ta hấp, tự nhiên giờ này đi hấp đưa qua đó ta chiên tôm bên này luôn. Làm hai món mặn trước đi còn xôi ăn chơi mà để nấu sao. Nhắc xuống. Rồi xôi rồi. Nó là ăn chín luôn. Nhắc nồi xôi xuống. Nhắc mày xôi xuống đi. Thẳng đưa cái kia qua mày mới găm tôm được. Thì còn cho thơm. Đang nấu nửa chừng mà hết cồn, ta cười hoài luôn. Không đâu, chắc chín đồ ăn.
Kìa, Lộc không coi Út làm gì trơn. Lộc ngồi đó Lộc chơi máy. Chưa vàng ơi. Ừ. Nấu cho ngon nha, lùng này nó khó chịu lắm đó, không ngon là nó không ăn nữa. Phải không lùng? Lùng ơi, con khó chịu lắm phải không? Không ngon là con không ăn phải không? Ừ. Gì vậy, mũi hả? Luôn. Mẹ đặt mấy cái cây kẹp đó, cái cây kẹp đồ ăn đó. Này gió nó đàn qua bên đây. Đủ đều ngọt vô tự miếng đường ở đây ít vậy, rồi thêm miếng nước mắm, dầu điều, nãy dầu điều không cháy tỏi quay, dầu điều cháy tỏi sao được, rồi ít rồi. Quá thơm luôn, ngồi hôm qua chào vậy luôn rồi nè. Đây rồi. Lùng. Kìa lùng hôm qua xôi kìa lùng. Không có chú ý, chú tâm gì chứ. Sao đi, hồi dọn ra cho nó ăn rồi. Lùng này nó phá tuồng không à. Lùng này nè, nó phá tuồng không à. Ăn đi á. Bên cháo tôm như tắt rồi đó. Sao gió tắt rồi. Cái cồn này nó không có cháy bằng cái cồn cục. Còn mà tắt rồi. Nản không? Hôm qua mày không đậy chị nào mới vàng quỷ. Thằng nấu mày tắt cồn nó ra. Lưỡi xìu luôn rồi, kỳ vậy. Nào phải còn mà nó cháy gì đó. Cột nước nó cháy không có thấy lửa. Kìa nhìn Lộc nhìn tôm ngon không? Không để nắp à. Cái nắp đó nghĩa là phải của nó đâu ta. Cái nắp của nó là này. Không đâu có nắp luôn nữa. Lấy cái nắp bằng này này đẩy nó mới rớt nè. Cái này là của cái nắp đó đó, của cái nồi đó. Nồi canh hôm qua mày nêm nước chưa? Chưa. Quá trời rảnh, mùa dịch nó rảnh trời. Đường. Bột ngọt. Không có hạt nêm. Thiếu hoặc nêm cano à. Chuẩn bị không kỹ. Duy chút nước mắm nữa. Từ từ.
Đây là hũ qua gừng hầm thịt. Còn đây là xôi. Xôi hấp bằng cái sửng nè quý vị thấy không? Quỷ này nãy kêu nó vớt, đừng có bỏ nước vô, tự nhiên đi bỏ nước vô luôn. Tao kêu vớt xôi ra thôi. Thì tôi vớt bằng xôi nè ba. Đặng người ta chừa nước, đặng một hồi tao tứ con này mày lấy gì nó chảy nước xuống đây hết rồi. Nó là cái giá. Rồi tí xíu nước mắm nữa. Lửa tắt cái gì rồi? Niêm vừa ăn chưa? Rồi. Bỏ hành vô nó. Bỏ hết đi. Ờ còn bên đây nữa. Nó còn lửa mà nó nhỏ quá. Hồi hôm qua là mày ăn đi, còn cái kia nó ăn, có hai thằng ăn coi cái nào ngon. Chín chưa lọc đói bụng mà kìa, không chăm trà cho nhỏ uống. Không chăm trà lọc uống lọc buồn luôn rồi. Hấp còn mới làm hủ qua chín nữa. Bên đây tắt lửa rồi. Cái cục này nè, tao tự nhiên dục, thấy không? Ừ, để đứng lên vậy đó. Ừ. Đốt gần gần là đã ấy rồi. Như không. Này nấu nghe thiếu còn chán ghê. Bỏ cho Lộc chén cơm nha. Ok, Lộc ăn nha. Lấy tôm Lộc ăn nha. Sao này kỳ vậy? Không chăm trà cho nhỏ kìa. Nóng. Không ăn bá giờ. Từ từ. Từ từ mới có đường không ơi. Thôi tôi chút đi. Tôi làm mấy món này xong nữa. Chín rồi. Nó sạch sạch ngon. Bữa nay nó đòi ăn rau đó. Xong phim. Giúp cho chén cho nó đi thử coi. Hãy subscribe.
để mà chút là mài cái đồ nhắc nồi mới được. Gì sao múc cho nó hết luôn vậy? Rồi nó ăn hết không mà tràn trề vậy sao nó ăn? Nó có cái chén ghim nữa. Trời mơ mơ ngó cụ. Quá đầy rồi sao nó bóc. Nó có chén ghim của nó. Mà nó đưa cái muỗng nó vô nó múc là đổ tàn lan luôn. Để con chảo phần nữa đi nó ăn hết lấy thêm. Mơ 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 có nhiều. Không có nhiều. Không có nhiều ăn. Ngon rồi ăn nhiều. Rồi biết rồi. Hôm qua chín rồi nè. Chín đem lùi trời. Chứ hủ qua gần mà nó phải nhớ hủ qua mình đó. Chưa có nêm nước hả? Cái này là mình phải nêm nước sao quý vị đấy. Thôi là nó mặn. Nên nó đắng. Quá đục. Cái mỡ. Chưa sợ hết. Còn cái nồi bia nếp này chắc nghỉ hấp luôn. Không, nấu bằng con kia, để nó tắt nấu bằng con kia. Xong, hoàn thành canh khổ qua. Này, đây là cái tô. Cả nó sôi mau. Mặt xuống. Lấy bình nước ra đây cho nó ăn đi, mùi canh nè. Mùi canh nè, mùi canh thơm nè. Chụp nó bằng con kia. Bởi nó chăn cơm nè. Hai cái chén của người ta lấy đựng nước mắm. Lấy cái dĩa ăn hồi đổ tùm lum nữa. Nhập tiệc thôi. Mà trong dân là của đập không? Sinh nhật hả? Bánh sinh nhật hả? Ông ơi, mày sinh nhật đập không? Cái gì? Mày sinh nhật đập không? Không có đâu. Sinh nhật lọt vô tới. À, nhập tiệc nè. Vậy hả? Cái gì hả? Ê nè, cơm nè. Cơm hả? Chả đường. Hả? Vậy cơm đi nè. Món hả? Nhiều món luôn á. Cơm hả? Ừ. Đâu mà mới ăn cơm đâu. Rồi vậy con ngồi đi. Lấy cái chén cái dĩa không được rồi. Khỏi ăn, ăn cơm được rồi. Lấy cái nĩa kìa ghim nè. Chịu không? Lấy cái nĩa ghim nha. Ngon không? Đàn cơm nó mới no.
cái nĩa ghim nè, cho lọc ghim cơm ăn. Lọc ăn thử ngon không? Út không nấu ngon không? Ghim thử coi. Ngon. Miếng cơm nữa. Ngon không? Cho ý kiến nha. Nóng không? Ngon không? Ừ. Ngon hả? Số 1 đưa sao đâu? Số 1 đưa sao? Đù. Lấy khăn. Rồi. Này đang quay trà cho. Con ăn miếng cơm đi con, để chiều mất công ăn. Ai làm mà ngon chứ. Rồi. Vừa ăn vừa coi ha. Ngon quá. Ăn đi, nó lại còn nè. Lọc ăn ngon quá quay ơi quay. Ai làm à? Ai làm mà lọc ăn ngon dữ vậy? Ai làm luôn. Út không. Nhưng mà ăn món gì cải nấu canh nha. Ngày mai làm mình ra vườn mình lấy cải non của mình nấu canh. Ngày mai mình nấu canh phải ngọt ha. Không với khoai ngọt đồ chiên. Thì ăn rau đi. Thì ăn rau đi. Một. Cái muỗng út kìa. Con nghiêm vô. Không. Muỗng ăn trơn mà bà. Cái muỗng ăn trơn lắm hả? Quá ngon ngọt nồi. Nãy là cũng có thịt nè. Ngon. Ngủ. Cành hủ qua ngon. Nào. Nó nhỏ nhìn nó cưng. Cái thịt này ngon mà Lộc. Thịt ngon lắm kìa Lộc. Ăn cơm tiếp đi. Ăn tôm tiếp đi con. Đủ hai miếng luôn. Quá ngon luôn nội ơi. Quá ngon rồi, cái miệng ăn thấy thèm. Đã đổ luôn rồi. Sao đổ rồi? Con ghim từ từ. Con ghim ba cái. Đó, múc 10 nè. Cái này nhỏ xíu à. Con ăn con phải ghim từ từ chứ. Ăn miếng cơm. Ngon. Nè. Ăn miếng cơm vô. Thôi. Ngoan đi mà. Không. Chưa ba cái gì. Ngủ qua kìa, không ăn đi. Không. Ai dạ. Nó đắng lắm hả Lộc? To răng đủ đó. Mày mơ nấu canh phải mở tôm cho con nha. Với làm tôm da mày nữa gì. Hay là ăn thịt. Mày mơ lấy bạch tuộc kìa, mực kìa. À, cái gì vậy? Mơ lấy mực chiên bột đi. Cái gì vậy? Mời nấu canh phải mỡ với tôm cho con nha. Rồi xong rồi cái mình chiên phải mỡ cho con ăn luôn nha. Kìa, có uống nước trà không nè? Thằng con phải mỡ mà dò vô cái chảo nó nhìn mất từ vô. Dò cục nó xíu. Dò cục tròn á. Ra cái muỗng kìa, múc vô ăn thử coi, múc cơm với nước này nè. Mở mình chịu nở rồi nó phình cái chảo, hết cái chảo. Con ăn thử cục cơm rồi, nó béo. Không, con. Vậy lấy con tôm. Con hết rồi. Hết tôm hả? Làm cho ăn cơm mà không ăn luôn, ngày mơ nghỉ làm luôn đó. Chan nước vô cơm kìa, ăn ngon lắm. Con chan nước vô cơm thử coi. Đâu? Chan nước vô tô cơm kìa đó. Đâu?
tô cơm nè, chan vô. Lấy nước chan vô. Út làm cho con ăn cơm á. Ngon không? Đâu? Đâu cái gì? Hết đồ ăn, bữa nay làm đồ ăn hết quá. Hết đồ ăn rồi. Chết rồi, bữa nay làm đồ ăn, có một món ăn cũng được rồi. Ăn cơm đi quê mới giỏi quê. Lấy cái nước đó chan vô cơm ăn ngon lắm á. Không mà mình với thương luôn. Mình không có làm nữa. Nhưng mà không có làm cho Lộc uống nữa. Rồi uống trà đường đi. Bà cứ ăn thế không mà. Ừ. Đâu uống nước. Chừng đổ nha. Cầm chắc. Ngày mai làm đồ ăn thôi. Coca ở đâu? Coca đâu? Nước gà hấm mà. Nước đá. Nước đá hả? Nước đá hả? Nước đá là chuỗi vào. Uống đỡ này đi. Ngon không? Uống nữa không? Cái gì vậy? Sát trà. Tơi. Rồi rồi rồi, kêu Út làm ly nữa nha. Lấy nước đá nha. Vui không? Vui. Mai ăn cái gì? Nè. Mỗi ngày nấu một món cho Lộc nha. Nhưng mà Lộc phải ăn cơm, không ăn cơm Út cũng nấu nữa. Rồi, đó. Bữa nay con chưa no phải không? Ăn có con tôm no gì? Hai con á. Hai con tôm, ngày mai làm thịt xào mặn đi với canh hay ngọt nha. Ngày mai làm thịt xào mặn với canh hay ngọt nha, cho con ăn phải ngọt. Nấu hai con tôm luôn. Ngày mai làm thịt xào mặn nè, canh hay ngọt nè, ý với phải mở chiên. Lộc no bụng luôn hả? Ăn có hàng tôm mà no bỏ đường kìa, là đường đá nè. No luôn. No luôn hả? Ăn rau luôn trời, bữa nay Lộc ăn rau luôn. Này nước này nó thơm. Nè. Uống miếng trà đường đi. Ngon không? Dính răng này hả con? Quá ngon. Cụng nè. Cụng ly giúp không kìa. Đủ, bắt đầu cụng ly nè. Ra sơ vô nó dữ rồi. Đủ. Rồi có uống ọc ọc luôn. Trời ơi. Uống ực 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 luôn. Trời ơi. Trời ơi, uống ngon dữ trời. Uống nó không tròn ly nữa nè. Còn bình trà nữa kìa, uống không? Còn ly cuối cùng nha. Nè. Từ đây, lửa ly đây. Uống nữa không? Không có cục bé nha. Từ đây. Em bập bập bầm còn cục bé. Cho nó uống đi. Còn ly cuối cùng nè. Lửa ly đây. Đây, rót ly cuối cùng lọc luôn. Bữa tiệc này là kết thúc. Chút ăn xôi là xong. Bà ăn chén qua để lại ngon không? Ngon. Cái thịt nó thơm lắm. Đây là hủ qua. Đây kìa, quay mặt bà đó. Ngồi bà. Ngon lắm. À, mùi nó thơm lắm. Không ăn Út ăn nha. Bưng nồi hết cho bà tao quay rồi. Mình phải ăn từ từ. Sao đưa đây lấy đá vô đó kỳ vậy? Lấy ra.
nè. Đó, lọc. Kiểu không ăn cơm kìa. Không. Bữa nay tôm đâu? Đưa đưa cục thịt đó coi. Tôm đâu? Tôm á, tôm giò viên á. Không, không ăn cơm. Cái đó đâu phải cơm đâu, cái đó tôm. Thịt, thịt đó tôm á. Này tôm giò viên á, nấu canh đó. Tôm. Rồi nó không ăn nữa. Bữa nay bà làm đồ ăn quá ít, nhỏ ăn chưa có no. Kìa con ngóng kiếm. Nó còn rồi, ông còn món húa lem dao. Ăn tôm nữa hả? Rồi, đã ăn hết miếng cơm đi. Rồi cháu bự làm mới được. Nào cổng đâu có dao đâu con có gì. Con ăn nhỏ không? Không. Nè, con chào khán giả đây. Bye bye. Video đến đây là hết rồi.